hiện tại đang là 4 giờ chiều ngày 20 tháng 6 năm 2019 là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đang có mặt tại nhà bác Trung Đạo tại thị trấn Yên Lập. Vâng. Thị trấn Yên Lập và tỉnh Phú Thọ đây. Hôm nay chúng tôi bàn giao cho hai bác bá là một bộ ghế Âu Á gỗ gõ đỏ. Rồi đúng 4 giờ chiều rồi. Đây trên màn hình đây là bác chủ nhà này. Bác Trung ạ. Vâng ạ. Đây. Đó có gì. Đây là bác Trung và toàn cảnh đây là bộ bàn ghế đây, là khoảng cách nhà bác đây. Đây là bá chủ nhà đây. Đó. Tôi sẽ lướt qua một vòng bộ ghế cho mọi người ai có nhu cầu có thể tham khảo. Vâng. Bộ này là chất liệu gỗ gõ đỏ. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 816 hoặc truy cập vào website đồ gỗ Tùng Tám.com. Rất cảm ơn bác bá đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm nhé. Chúc bác bá là thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé.